Hello cả nhà, chào cả nhà đến với kênh Nguyễn Trâm Family. Thì bây giờ thì nhà Trâm là đi xuống cái thành phố Randup. Thì ở chỗ thành phố đó thì nó đang có cái chương trình mà nó tổ chức mà cái lễ hội Trung Thu. Thì cái đó nó có bán đồ ăn, rồi lồng đèn, rồi bánh Trung Thu hay là ca nhạc gì đó, đủ thứ hết. Thì chăm chỉ nghe là nói là có những cái đó thôi, còn như chi tiết như thế nào thì một hồi xuống dưới thì chăm sẽ quay cho cả nhà coi. Thì đây bà nội Cheryl, chồng chăm. Ông nội thì không đi, ông nội thì không có thích đi mấy chỗ như vậy, bởi vì ông nội ở nhà giữ nhà. Thì mọi người đây lần đầu tiên mà chăm đi cái lễ hội Trung Thu của người Việt tổ chức ở tiểu bang Massachusetts. Thì chăm nghĩ ở dưới đó thì họ sẽ làm nhiều cái hấp dẫn, và đồ bán thì giống như cái này là cái này là trong nghe nói là bán đồ ăn Việt Nam rất là nhiều, tại vì cái người đứng ra tổ chức cái chương trình này là người Việt Nam, bởi vì hầu như là ở đó là toàn là người Việt Nam đi thôi. Thì cả nhà cùng gia đình Trâm là đi tới Randup, rồi tới cái chỗ họ tổ chức làm Trung Thu, coi nó có khác với cái những cái lễ hội Trung Thu của Việt Nam của mình hay không nha, hay là nó giống. Thì sau đó thì cả nhà cùng gia đình Trâm đi xuống đó nha. Rồi tới là cả nhà ơi, quá trời xe luôn rồi. Hết chỗ đậu xe rồi bà con ơi. Có lồng đèn đó, thấy không? Nhưng mà hình như trong đây nó hết chỗ đậu xe rồi, đi vô kiếm thôi. Gì xe rồi? Đông kìa. Mày God, sao đông vậy? Bây giờ là đang lội bộ đi cả nhà ơi, quá trời xa. Không có chỗ đậu xe đó. Đậu trong kia. Giờ phải đi vô ngoài đây. Cũng đến nổi. Ấm xe rồi nên cũng quá. Đi sao không vậy? Đi gọi mấy mi mua cho. Để vô đây mấy mi. Anh không tay con. Anh đi vô mua đèn thôi. Đi mua đồng đèn. Đi 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 đi. Có đèn xanh rồi. Có chơi chút nè. Đi nè má. Xe đâu?
a great organizer. Tôi đang là gì? Khoan rồi. Sugar.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hi Hilary. Hai cô thương gì cái gì kìa. Chị em. Chị đây nè. Đây là Hilary. Sao vậy? Hilary. Cô đây nè các cháu mừng nha, cháu mừng. Đó là your our future president, ok? Nice. Đem một bao đi lần mà nghe. 240. Chưa thôi này chưa thôi này bây giờ đây nhớ rồi.
Oh.
Chào đi con.
take 150 to drink the whole thing. Where? In the moon? Okay, I'll take it too. Thank you.
thấy nha. Em ở trên nhà chứ phải là giờ đã kiếm bà nội nào, mấy bà nội đang ngồi phun trời. Cắt trong đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Happy Mid Autumn Lantern Festival. Did you guys like the lion dance? Hold on. All right. Well, we have a couple of programs. Hello. Chưa có về chút xíu nữa. Một chút xíu nữa mới về. Hoàng ơi, hồi nãy em ghé nhà chợ cô đây, ngang nhà anh luôn mà. Em hiểu không? Ờ, ngang nhà anh luôn. Đó, tại vì hai đứa này nó còn muốn ở đây chơi. Bây giờ cô ở đây trời mưa làm sao ấy. Có bảo cô là cô, tại vì hồi nãy nó cũng phải ghé nhà con. Nó muốn ở đây mà, cho muốn ở đây chơi mà. Cô, hai đứa nó chưa có muốn về. Nói là dành thú chơi hồi đi cũng về. Chưa? Tới nhà con tại hồi nó cũng phải đi ngang nhà con, nó đi đi về được. Sát nhà con sát bên. Về cái gì không sao đâu, không được. Chưa có về. Đi tới nhà con. Đi. Đi 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 Oh,
try this at home. If you like what you see, come over to any of us wearing red shirts and we'll give you information. Again, we're located in Malden Center and Quincy Center, right at the Quincy Center T stop. Quý vị ơi, trong tất cả các cuộc contest nào thì chúng ta đều mong muốn là sẽ ai đó để về hạng nhất, hạng nhì, hạng tư và vân vân. Nhưng mà đặc biệt chương trình ngày hôm nay, vì lý do là trời mưa cho nên một số phụ huynh đã dẫn các em về trước khi công bố chương trình này. Cho nên đại diện ban tổ chức là nha sĩ Anh Phi quyết định tất cả các em nào còn ở lại đây và lên sân khấu đều trở thành winners. So we have four winners here. Và xin mời nha sĩ Anh Phi lên sân khấu để tặng cho các em những món quà. So you all are winners. Quý vị cho các em một tràng pháo tay quý vị. Rồi xin mời các con đi xuống đây. Con đi cẩn thận. Anh Phi cẩn thận mấy em xuống. Thank you.
chích vaccine nè, thấy không? Đó. Ở trong cái hội chợ này nó cũng có thể chích vaccine. Đi chơi của nhà Trâm đã kết thúc rồi cả nhà thấy. Chương trình vẫn còn. Ok. Cả nhà thấy không? Có lồng đèn, bánh trái, rồi ca nhạc, đủ thứ trên đời hết trơn luôn. Rất là vui cả nhà ơi. Nhưng mà bây giờ trễ rồi thì gia đình Trâm đi về. Trâm muốn đem cái đặc sắc của người Việt là Tết Trung Thu gửi đến tất cả mọi người khắp năm châu coi xem là những người Việt Nam mà ở Mỹ thì tổ chức Trung Thu như thế nào. Thì đó, mọi người thấy không, rất là vui, rất là nhiều em nhỏ, rất là nhiều đồng đẹp. Thì bây giờ clip tới đây đã hết rồi. Trâm cái nghe, hẹn cái nhà clip sau. Một cái nhà sẽ ủng hộ kênh của Trâm, Nguyễn Trâm Family. Bye bye. Ok, ba cả nhà, hẹn gặp lại.